Hoàng Lạc thu mua cơm dừa xin gửi lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng, quý đối tác đã ủng hộ, hợp tác mua bán cùng chúng tôi trong thời gian qua. Hoàng Lạc thu mua cơm dừa chuyên thu mua sản phẩm từ dừa, dừa vỏ, dừa hột, cơm dừa, đồng thời cung cấp cho quý khách các sản phẩm dầu dừa, mỹ phẩm, cơm đen, mứt dừa đã thành phẩm. Nếu bạn đang tìm một đơn vị cung cấp dừa số lượng lớn, kinh nghiệm nhiều năm, uy tín tại Bến Tre, thì hãy đến với Hoàng Lạc thu mua cơm dừa. Chúng tôi cam kết thu mua và mang đến cho quý khách hàng các sản phẩm dừa với giá cả tốt nhất và ổn định nhất. Chúng tôi luôn ổn định giá, cung cấp cho nhà phân phối và giá cạnh tranh thị trường. Chúng tôi chuyên thu mua số lượng lớn vỏ dừa, dừa hột, đảm bảo mức giá thu mua luôn ổn định và cạnh tranh nhất, xứng đáng với công sức và chi phí mà bà con nông dân đã bỏ ra. Tùy thuộc vào quy mô, số lượng và chất lượng thành phẩm mà chúng tôi quy định mức giá tương ứng, cập nhật giá cả theo thị trường, hỗ trợ thu mua tận nơi, cung cấp phương tiện chuyên dụng, mang đến sự thuận lợi khi mua bán cho bà con. Nguồn dừa đảm bảo, cam kết 100% là dừa bản xứ tại Bến Tre, có thể cung cấp số lượng lớn lâu dài. Đội ngũ nhân công chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm và đáp ứng được nhu cầu sản lượng lớn nhất của khách hàng. Để tìm được một địa chỉ cung cấp dừa số lượng lớn không quá khó, nhưng tìm được nơi cung cấp dừa uy tín tận gốc Bến Tre, chất lượng đảm bảo thì không dễ tìm được. Rất nhiều người hiện nay đã tin tưởng tìm đến Hoàng Lạc thu mua cơm dừa bởi rất nhiều khách hàng vô cùng hài lòng với chất lượng sản phẩm từ dừa chúng tôi mang đến. Mọi nhu cầu liên hệ hotline 0934 457 487, 0979 462 461, địa chỉ ấp 2, xã Lương Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Cảm ơn quý khách hàng gần xa đã ủng hộ.